giờ thứ hai thứ má đi lại em. Bây giờ là nay thứ hai đúng không? À, thứ sáu đi lại đi. Chứ đi chị mà đi trúng thứ bảy chủ nhật là đông cái đời nữa. 6 10 giờ nha em. 10 giờ chị sáng hả? Ờ được. Dạ. Bây giờ chị ghé qua nha. Được chị. Lần cuối tuần hả chị? Người ta họ nghỉ họ đi đông. Xem video mùng các bạn Zalo xíu em gửi cho con. Chắc ghê lắm. Đi xe ba nặng nó nặng cái này buồn quá chịu không nổi nữa hả? Đau lắm. Này nó em sơ sơ em. Ý là nó được mấy cái bước mà rửa xong rồi đi mấy bước ấy thôi chứ không. Nặng buồn nó không sơ có sơ kia. Thôi. Yeah. Mấy cái kia thì xuống. Thì nó làm mấy bước đó thôi, còn mụn thì nó nặng như mụn chị ra nó nặng vài cái. Mấy cái đó nó đâu nặng đâu. Facebook lần 17 bước luôn.
Cô ngồi đợi tí chị. Dạ, ngồi đợi một xíu nha. Em lại khỏi đắp mặt nạ được không em? Dạ được chị. Chị sợ trễ. Dạ. Ngồi đắp lấy hộp nghệ về bôi rồi. Bé bố bôi ở ngoài da không sao đâu. Bôi cho nó nhanh lành vết thương á. Về không được rửa rồi em. Thì rửa nước muối chị. Nước muối hoặc là nước nước lọc bình thường vậy thôi. Nước lạnh hoặc nước ấm ấm xíu. Rửa cho nó sạch cho mẹ. Không tin gì hết. Em giỏi bò làm việc việc. Cũng ráng vậy. Rồi khách ông cũng mệt lắm. Có hiện tượng gì chưa Trúc? Này ta ngơ ta nặng ta. Sang chấm ta bị tâm lý quá. Em đây thuê hả em? Em thuê chị. Em làm lâu rồi mà. Đúng rồi. Em thuê chỗ này 6 năm rồi mà. Hồi em làm buổi sáng không rồi đúng không? Không, em làm cả ngày vậy chứ. Vậy mấy thằng bé kia nó kêu chị em làm buổi sáng không à? À, cái hồi đó là bé nó còn nhỏ chị. Và cứ em ra em làm xong trưa em chạy về nhà em ăn cơm cho bú. Xong rồi em ra cái 4:30 em về. Hồi nó còn nhỏ là hay đi dạy lắm. Hồi mà nó mới mấy tháng còn bú. Bé em giờ mấy tuổi rồi? Giờ nó 3:30 rồi chị. Tết ai mua tháng 1 là được 4 tuổi. Tuổi mà nuôi miết không thấy lớn à. Khỏe là được em ơi. Nhìn nó nhỏ quá cũng xót kìa. Bé chị hồi vậy còn 3 tuổi ốm lắm. Giờ vô lớp 1, lớp 2 rồi. Đi học rồi bạn bè á. Thấy nó đỡ.
Ừ. Dạ hai mẹ chị. 1 2 3 4 5 4 3 2. Lúc là sếp. Nghe một xíu được.